Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Có một câu nói rằng, có nuôi con mới biết được lòng cha mẹ. Khi mình lớn rồi, và có con rồi mình mới hiểu được lòng cha mẹ. Thường khi còn nhỏ thì chúng ta rất là dễ trách, tại sao ba không quan tâm, tại sao ba không chú ý, tại sao ba không gần gũi, tại sao ba cứ đi hoài. Và tôi cũng vậy. Trước đây tôi cũng vậy. Nhưng mà đúng như câu nói là có nuôi con mới được hiểu lòng cha mẹ. Tôi đã từng làm con và bây giờ tôi làm cha của hai đứa con. Và tôi tin rằng tôi hiểu được tấm lòng của người cha dành cho con của mình nó lớn như thế nào. Nên sáng hôm nay tôi xin phép những người cha có mặt ở tại đây để có thể tâm tình với các bạn trẻ, bởi vì đây là ngày lễ phụ thân. Tôi cảm thấy rất là căng thẳng khi mà chia sẻ sứ điệp này, vì chưa bao giờ tôi nói điều này. Nhưng mà sáng hôm nay kể ơn Chúa, tôi xin phép một lần nữa những người cha có mặt ở tại đây. Tôi không muốn là chúng ta có một buổi lễ để rồi làm một buổi lễ, nhưng mà thay mặt những người cha, tôi muốn tâm tình với các bạn trẻ buổi sáng hôm nay, để các bạn có thể hiểu được tấm lòng của người cha lớn lao là như thế nào. Và các bạn cần có một thái độ đúng đắn đối với cha của mình. Như tôi đã nói, dù người đó không có nói, không có bày tỏ, không có cảm xúc, giống như chúng ta thường nói, không có hành động gì hết, không có nói gì trơn á, nhưng mà ở trong đâu đó tấm lòng của họ rất là lớn. Và bài tâm tình buổi sáng hôm nay nó dựa trên cái bài giảng của Chúa Giêsu mà tôi muốn quý vị chúng ta cùng học với nhau. Xin quý vị cùng mở với tôi trong Luca đoạn 11, từ câu 11 đến câu thứ 13. Luca đoạn 11, từ câu 11 đến câu thứ 13. Chúng ta đọc chung với nhau. Trong các con có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi cha các ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngày sau. Chủ đề mà tôi muốn con học quý vị trong buổi sáng nay đó là tấm lòng của cha. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của người cha dưới đất để bày tỏ tấm lòng của cha thiên đàng mà chúng ta đang thờ phượng. Trong các con có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá? Hay là xin cá mà cho rắn? Hay là xin trứng mà cho bò cạp? Ở trong cái ngữ cảnh của đoạn kinh thánh này thì Chúa Giêsu đang dạy cho các môn đồ về sự cầu nguyện. Ngài dạy họ rằng hãy kiên trì trong sự cầu nguyện, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Và sau đó thì Chúa dùng một hình ảnh của một người ban đêm đến gõ cửa nhà bạn của mình. Và ông đã kiên trì để gõ cửa và cuối cùng thì người bạn đã mở cửa ra. Nhưng mà chưa hết, Chúa Giêsu lại muốn làm một cách quả quyết và chắc chắn để biết rằng cái lời cầu nguyện của các con sẽ được nhậm. Thì Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của người cha ở dưới đất và người cha ở trên trời để xác quyết một lần nữa rằng mọi điều chúng ta xin, Chúa sẽ nhậm lời. Ở trong cái mạch văn này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng hai cái phương pháp tu từ. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi mà không cần trả lời, bởi vì biết rõ câu trả lời. Chúa hỏi gì? Trong các con có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá? Có ai làm cha mà khi cho con mình xin cá mà cho rắn? Có ai làm cha khi con mình xin trứng mà cho bò cạp? Có ai không ạ? Có người cha nào cho vậy không ạ? Các bạn trẻ nhìn thấy có không ạ? Không. Không có người cha nào như vậy hết á. Chúa đặt câu hỏi nhưng câu trả lời là không. Điều này muốn nói lên gì quý vị? Tấm lòng của người cha luôn muốn đem điều tốt cho con của mình. Tôi muốn nghe chữ amen ạ. Luôn luôn muốn đem điều tốt cho con mình. Không có ai làm cha mà khi con mình xin những điều mà nó cần lại chúng ta lại cho nó cái điều xấu hết. Tất cả đều muốn cho con mình điều tốt. Tôi nhớ có một lần khi tôi đi giảng ở xa, tôi hỏi hai con của tôi rằng hai con muốn ba mua cái gì về. Thì hai con của tôi nói rằng ba ơi, cho mua cho con cái máy nghe nhạc, bởi vì lúc bấy giờ là các con của tôi rất là thích nghe nhạc. Tôi nói ok, cầu nguyện ba sẽ mua cho hai con. Và khi cái chuyến đi giảng ở xa về, tôi đem về cho hai con của mình hai cái máy, mỗi đứa một cái. Và tôi thấy các con của tôi rất là vui. Nó hạnh phúc lắm, bởi vì nó có được cái máy mà nó cần. Và nó cũng cảm thấy
hãnh diện với bạn bè nó rằng nó cũng có, chứ không phải là không có. Quý vị biết không, khi mà tôi nhìn thấy các con của tôi cầm được hai cái máy ở trên tay và nó thích thú, nó vui, thì trong lòng của tôi có thể nói rằng tôi vui và hạnh phúc nhiều lần hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi người cha cung ứng được cho con mình điều nó cần, điều nó ao ước, nó không phải là bổn phận, nó không phải là trách nhiệm, mà là tự hào, là niềm tự hào vì mình đã làm được gì tốt cho con của mình. Tôi xin nhắc lại để các bạn trẻ hiểu rằng khi mà cha cung ứng cho các bạn điều gì đó không phải là bổn phận và trách nhiệm thôi đâu, nhưng mà đó là niềm tự hào của một người cha khi làm điều gì đó cho con của mình. Có thể người cha không giống mẹ, cha không có bày tỏ tình cảm như mẹ, ít nói nhưng mà đầy tình yêu, không có ân cần, không có gần gũi, không có chi tiết, nhưng mà các bạn trẻ ơi, người cha cực kỳ chú ý đến những điều các bạn cần. Và đối với Việt Nam của chúng ta thì hình ảnh của người đàn ông Á Đông nó lại càng khác với mọi người đàn ông ở phương Tây. Là gì? Không có khóc. Không bao giờ khóc trước mặt con cái của mình. Nhưng không có nghĩa là không có cảm xúc. Có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay hay cứ trách cứ cha mình, tại sao thấy khô khan quá, cứng nhắc quá, xa rời quá, không gần gũi giống như mẹ. Và đôi khi chúng ta cảm thấy ba là một cái thế giới khác, còn mình là một thế giới khác. Nhưng mà tôi muốn dùng lời này buổi sáng hôm nay để nói với các bạn rằng không phải như vậy. Không gần gũi, không chi tiết, không nói lời yêu thương, nhưng không có nghĩa là cha không yêu thương. Tôi chưa bao giờ thấy ba tôi khóc. Chỉ có hai lần mà tôi thấy ba tôi chảy nước mắt thôi. Một hình ảnh của một người đàn ông Á Đông, một người đàn ông Việt Nam rất là cứng rắn, rất là mạnh mẽ và không bao giờ để cho vợ con thấy nước mắt. Mặc dù là cuộc sống của gia đình của chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm. Và ba mẹ tôi phải thay đổi rất là nhiều ngành nghề trong cuộc sống để nuôi bốn anh em của tôi được lớn lên, ăn học, tới nơi tới chốn. Và tôi nhớ không bao giờ quên một cái điều mà đã xảy ra trong cuộc đời của gia đình của chúng tôi và trong đời sống của anh tôi. Với một cái quyết định rất là táo bạo của người đàn ông, của một người cha, ba tôi đã quyết định đưa anh tôi đi vượt biên mà gia đình hoàn toàn không biết. Bởi vì cái sức đi đó là cái sức đi mà người ta bỏ lại, và ba tôi quyết định đưa anh tôi đi. Cả nhà không ai hay biết hết đó. Và khi ba tôi về, ba tôi nói Sơn đi rồi. Cả nhà đều mong chờ tin tức của anh tôi. Quý vị biết rằng trong thời điểm đó đó là cái việc mà đi vượt biên đó, nó là 50-50. Có thể chết và cũng có thể sống. Bởi vì không an toàn khi ra ngoài biển. Nhưng mà hết ngày này qua ngày khác, hết tuần này qua tuần khác, gia đình mong chờ một cái lá thư từ ở đâu đó về để nói rằng anh của tôi an toàn. 3 tuần trôi qua, tôi thấy ba tôi thấy mẹ tôi, mọi người đều thấp thỏm. Và cho đến cái tuần thứ tư thì chúng tôi nhận được một lá thư từ đảo Bi Đông, Indo. Và khi mở ra, ba tôi nhìn thấy nó là nét chữ con trai mình. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt ở trên mặt của ba tôi. Ba tôi không khóc, nhưng mà nước mắt chảy xuống. Và tôi tin rằng giọt nước mắt đó là giọt nước mắt của sự vui mừng, của hạnh phúc. Bởi vì biết rằng con trai của mình không có chết, mà nó đã được an toàn. Tấm lòng của người cha như vậy đó quý vị. Muốn dành cho con mình điều tốt. Và lần thứ hai trong cuộc đời mà tôi nhìn thấy nước mắt của ba tôi chảy xuống. Ông không nói, không hề nói quý vị, không có bày tỏ cảm xúc, không có ân cần, nhưng mà đầy tình cảm. Khi ông nằm trên tay của tôi trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời thì nước mắt ông chảy xuống. Tôi hiểu điều ba tôi muốn nói, bởi vì ba tôi qua đời sớm. Và tôi nói với ba rằng ba yên tâm về với Chúa, con ở lại sẽ lo cho hai em. Và khi vừa nghe câu nói đó thì ba tôi từ từ nhắm mắt lại, và tôi đã vuốt mắt ba tôi lần cuối. Các bạn trẻ, đó là bí mật, đó là những điều mà sâu kín nhất ở trong lòng tôi, chưa bao giờ tôi kể. Nhưng mà nhân ngày lễ phụ thân, tôi muốn chia sẻ cho các bạn trẻ
là những người vẫn còn đang có những cái trách móc với cha của mình, có những cái suy nghĩ không đúng về cha của mình. Tại sao ba như vậy? Tại sao ba thế kia? Tại sao ba thế nọ? Và tôi mong rằng những điều mà tôi chia sẻ hôm nay để các bạn hiểu rằng tấm lòng của người cha rất là rộng lớn. Cha có thể không hoàn hảo, không có một người cha nào hoàn hảo hết. Nhưng tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng cha không hoàn hảo, nhưng cha luôn muốn cho chúng ta điều tốt nhất. Nếu quý vị đồng ý, xin hãy vỗ tay ngợi khen tôi, ngợi khen Chúa với tôi điều này. Không có người cha nào hoàn hảo. Đừng so sánh cha mình với người này với người khác. Đôi khi tài chính ông không đủ, không cung ứng cho chúng ta, nhưng không có nghĩa là không muốn cho chúng ta điều tốt. Lòng của họ rất muốn điều tốt cho chúng ta. Mong rằng các bạn trẻ hiểu được điều này để chúng ta không có trách cứ cha mình. Người cha nào cũng muốn rằng sẽ cho con mình điều tốt khi mà họ có khả năng. Người cha không bao giờ muốn cho con của mình thua sút bạn bè. Nếu có khả năng thì con sẽ học trường tốt nhất. Và thậm chí các bạn trẻ biết không, họ có thể học không đến nơi đến chốn, nhưng mà tấm lòng của họ vẫn muốn các bạn học hơn họ. Hồi nhỏ tôi thường hay được ba tôi để trên vai. Không biết là các bạn trẻ có bao giờ để được cha mình để trên vai không ạ? Các ai có, các bạn trẻ xin đưa tay lên nè. Các bạn biết vì sao không? Tại sao các bạn được cồng kềnh ở trên vai vậy? Các bạn nhìn tôi nè, tại sao vậy? Hôm nay là ngày của cha các bạn. Hãy hiểu được tấm lòng của người cha, tại sao các bạn được để ở trên vai vậy? Nó có một ý nghĩa rất là sâu xa và ở tại nơi này. Bởi vì người cha muốn các bạn đứng ở trên vai của họ. Các bạn nhìn xa hơn, các bạn trông rộng hơn và các bạn phải hơn họ. Giống như Việt Nam chúng ta có câu là con hơn cha, nhà có phúc. Người cha luôn mong muốn con của mình những điều tốt. Cho nên đừng vì có một lý do nào đó để chúng ta hiểu lầm cha của mình. Tại sao cha không nói? Tại sao cha không gần gũi? Tại sao cha cứ đi từ sáng đến chiều tối? Tại sao và tại sao? Mà chúng ta không hiểu rằng họ làm điều đó vì ai? Tôi mong rằng nhiều tâm tình buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho các bạn trẻ hiểu được rằng tấm lòng của người cha thật là lớn, muốn dành cho con mình điều tốt nhất. Có thể không nói ra giống như bài hát các bạn thiếu niên vừa hát. Tình yêu không thể nói ra, nhưng mà vẫn muốn theo dõi, vẫn nhìn xem con lớn lên và rất hạnh phúc khi con trưởng thành, rất hạnh phúc khi con thành danh, và cảm thấy rất là tự hào khi con mình trở thành một người mà mọi người quý mến và thành đạt trong cuộc sống. Đó là tất cả tâm tình, đó là tất cả những gì người cha mong mỏi nơi con của mình. Dù không có bày tỏ cảm xúc, dù không có bày tỏ tình yêu, không có bày tỏ cái lời ngọt ngào giống như mẹ đã từng chăm sóc con, nhưng mà tấm lòng của họ rất là rộng lớn. Và Chúa Giêsu đã dùng cái phương pháp tu từ thứ hai ở trong đoạn kinh thánh này. Thứ nhất là đặt câu hỏi, thứ hai Ngài đã dùng phương pháp thứ hai, đó là so sánh. Vậy nếu các con vốn là xấu còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho người xin ngày sau. Tôi muốn nói lời này với các bạn trẻ, với những người đang nghe sứ điệp này buổi sáng hôm nay. Nếu chúng ta không còn có cha ở dưới đất này, thì các bạn ơi, có một tin vui cho chúng ta là chúng ta có một cha thứ hai, đó là cha thiên đàng. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng chúng ta có hai người cha. Người cha ở dưới đất, người cha dưới đất không hoàn hảo, nhưng mà vẫn còn cho mình điều tốt, thì huống chi người cha thiên đàng là người cha hoàn hảo, Ngài há không làm điều tốt hơn cho chúng ta sao? Hãy vỗ tay ngợi khen Chúa với điều này quý vị. Tôi biết có những người ngồi đây buổi sáng hôm nay đã bị tổn thương bởi người cha ở dưới đất. Tôi biết có những người đang ngồi nghe sứ điệp này buổi sáng hôm nay, chúng ta đã từng rất là khó chịu về hành động của cha mình, vì một lý do chủ quan hay khách quan nào đó. Nhưng mà tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho tất cả chúng ta, người cha, không có người cha nào hoàn hảo. Tôi sẽ nói điều này ở phần cuối để quý vị rằng không có ai hoàn hảo cả.
Ngay cả chính chúng ta cũng không hoàn hảo, ngay cả tôi cũng không hoàn hảo, thì chúng ta không có quyền trách cha của mình. Tôi mong rằng đây là điều mà tôi tâm tình với các bạn trẻ buổi sáng hôm nay. Nhưng mà có một tin vui cho chúng ta, dù cha chúng ta không hoàn hảo, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một người cha thiên đàng hoàn hảo và luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Điều tốt nhất của thiên đàng đó là gì vậy? Điều quý nhất của thiên đàng là gì mà cha thiên đàng ban cho tôi và quý vị? Đó là chính Chúa Giêsu, con độc sanh của Ngài. Đó là món quà lớn nhất mà cha thiên đàng gửi tặng cho chúng ta. Ngài không tiếc chính con của Ngài, Ngài ban con độc sanh của Ngài xuống trần gian này để tìm và cứu độ chúng ta. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, quý vị. Ngài không muốn một người nào chết mất, và đó là điều tốt nhất của thiên đàng Ngài ban cho. Thì Chúa Giêsu nói gì? Chúa đã ban điều tốt nhất cho chúng ta thì há những điều còn lại Ngài không ban cho chúng ta sao? Nên quyền lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị buổi sáng hôm nay. Có đôi khi chúng ta nói, ôi tại sao con cần nhiều này mà Chúa không cho, tại sao con cần nhiều kia Chúa không cho. Quý vị, tôi nói với con trai của tôi khi nó còn nhỏ, con, điều con cần khác với điều con thích. Thích thì rất là nhiều điều con thích, nhưng mà điều con cần là điều mà cha có thể cho con. Và tôi tin rằng Chúa ở trên trời cũng vậy, Ngài ban cho chúng ta điều cần cho không phải điều chúng ta thích. Và Chúa nói rằng các con không cần phải lo lắng gì cả, bởi vì cha thiên đàng biết mọi điều các con cần. Amen. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có người cha vĩ đại biết mọi điều chúng ta cần. Nên mong rằng lời của này buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho tôi và tất cả quý vị để chúng ta không phải lo lắng điều chi cả. Hãy nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 31-32 Chúa nó nói vậy. Người ta lo lắng ăn gì, uống gì, mặc gì bởi vì người ta không biết cha của họ là ai. Không có người cha nào để con mình chết đói khi mà họ no. Không có người cha nào làm lơ những nhu cầu của con mình đâu. Nếu có trong khả năng, họ sẽ làm tất cả. Nên các bạn trẻ ơi, khoan hãy trách cha của mình, mà hãy nhìn lại tấm lòng của họ dành cho chúng ta là như thế nào. Và điểm thứ hai mà tôi muốn nói quý vị rằng, tấm lòng người cha luôn yêu thương và không bao giờ bỏ con. Ai trong quý vị ở đây là cha, xin giơ tay lên nào. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Có một câu chuyện cảm động mà tôi đọc đi đọc lại, tôi cũng rất là, sức là cảm động. Đó là trong một gia đình có nhiều đứa con, nhưng mà có đứa con thứ ba, đứa con gái 16 tuổi đã xin cha của mình một cái điện thoại để nó tiện đi việc, đi học, liên lạc với lại bạn bè. Nhưng mà khi cô bé này có được cái điện thoại thì nó bắt đầu liên lạc với nhiều người. Và không may là đứa bé này đã bị một cái kẻ lừa đảo dụ dỗ, rồi lừa bé bán qua Trung Quốc. Khi mà gia đình hay tin là đứa con gái của mình bị mất tích, họ bấn loạn lên, họ tìm đủ các ngõ ngách hết. Từ trong quán net, karaoke, vũ trường, quán bar và những người thân cận nào, và thậm chí báo cho đồn cảnh sát luôn để mong được tìm con của mình. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là bật âm vô tính. Ở trong thời điểm đó thì có rất là nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin đã bị lừa bán qua Trung Quốc. Và cuối cùng người cha này nói rằng chắc chắn con mình bị bán. Dù không biết nửa chữ Trung Quốc, nhưng ông đã đi qua Trung Quốc để đi tìm. Quý vị nghĩ Trung Quốc đâu có nhỏ như Việt Nam đúng không? Nhưng mà người cha đã đi từng tỉnh này qua tỉnh khác. Và lần đầu khi mà ông đến đó thì ông phải đến lãnh sự quán Việt Nam tại đó, lãnh sự quán Trung Quốc lại tại đó để báo tin và đưa hình ảnh của con gái mình. Nhưng mà nhờ người này thông dịch, người kia thông dịch, ông thấy bất tiện quá. Lúc đầu không cần thông dịch mà người ta đâu có ai là giúp đỡ mình hoài đâu. Rồi cuối cùng người cha này đã quay trở về Việt Nam học tiếng Trung 4 tháng. Làm sao để có thể hiểu, nói được những cái ngôn ngữ bình thường nhất, giao tiếp bình thường nhất, để khi ông trở lại, ông có thể tự đi tìm. Ông đi qua đi lại, và ở đâu mà nói ở đâu có động mại dâm của có người Việt thì ông đến đó. Ban đầu thì ông tới để nó tìm con, không ai chấp nhận hết. Và những xã hội đen là nó tìm cách để đẩy ông đi, bởi vì không có chấp nhận. Và cuối cùng ông phải giả làm khách làng chơi để đến những cái chỗ đó để tìm con của mình. Nhưng rồi vẫn là bật âm vô tính.
Rồi hết tiền ông quay trở về nhà, bán đất, bán nhà để quay trở lại. Và sau cùng thì ông nghe nói rằng cái chỗ đó có một cái đồng mại dâm và có người Việt ở đó. Và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau 400 ngày, quý vị, 400 ngày tìm kiếm ở xứ người, ông đã đến và gặp cái người chủ chứa. Ông nói với bà đó rằng: tôi muốn có cô gái Việt Nam. Rồi vì ông nói tiếng Việt thì cái người chủ giới thiệu một cô gái Việt. Quý vị biết ai là người ra tiếp ông? Đứa con gái mà ông tìm bước ra và hai cha con gặp nhau. Ông nói rằng ông muốn chạy đến ôm con của mình vào lòng. Nước mắt ông đã cay xè rồi, nhưng mà làm sao để giấu cái tình cảm đó để người chủ không nhìn biết là người thân gặp nhau. Ông cắn răng và ông nói: cô này xấu quá, tôi không cần, thôi dẹp đi. Và ông đi ra khỏi cái chỗ đó. Ông đi đến đồn cảnh sát ở tại sở tại và báo tin rằng ở đó có cái động mại dâm. Và sau đó cảnh sát ập tới, không phải giải cứu một mình cô gái, con gái ông, mà 10 cô gái Việt Nam ở tại nơi đó. Và ông và con gái ông đã được trở về nước sau 400 ngày. Có người hỏi người cha: sao ông kiên trì vậy? Ông tìm mà ông thấy mệt sao? Và cái câu ông trả lời làm cho tôi rất là xúc động. Ông nói rằng: nếu ông bố nào rơi vào trong hoàn cảnh tôi thì cũng sẽ làm như vậy. Đơn giản vì tôi là cha. Câu nói cực kỳ đơn giản và chứa đựng tình yêu của một người cha. Nếu ông bố nào rơi vào trong hoàn cảnh tôi cũng sẽ làm như vậy. Đơn giản, tôi là người cha. Tấm lòng của người cha là như vậy đó. Đôi khi có người cha không quen những cái lời yêu thương ngọt ngào hay lời có cánh giống như mẹ. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp khó khăn, khi mà chúng ta vấp ngã, thì các bạn trẻ ơi, ai là người có mặt đầu tiên ở tại đó? Đó là cha. Bình thường chúng ta không thấy gì hết, nhưng khi chúng ta vấp ngã ở trong đường đời, khi chúng ta gặp khó khăn, thì người đầu tiên có mặt để giúp các bạn đứng dậy không ai khác, đó là cha của mình. Tôi muốn thay mặt người cha để nói với các bạn trẻ buổi sáng hôm nay trong ngày lễ này, để các bạn hiểu được tấm lòng của người cha dành cho con của mình là như thế nào. Ở trong thế giới này có rất là nhiều tình cảm, nhưng mà không có một tình cảm nào chân thật bằng tình yêu của cha mẹ dành cho con của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị để hiểu rõ điều này. Có thể họ vụng về trong lời nói, có thể họ không có hay ho trong lời có cánh giống như các bạn trai của các bạn, nhưng mà tình cảm của người cha dành cho con là chân thật. Dù cho cha không hoàn hảo, nhưng mà tình yêu của cha vẫn là tuyệt vời nhất. Cha yêu thương chúng ta theo cách tốt nhất. Và một lần khác Chúa Giêsu cũng đã dạy cho các môn đồ về tình cảm của người cha đối với con. Một câu chuyện rất là kinh điển được chép ở trong Luca đoạn 15. Chúng ta đã biết câu chuyện này không ạ? Về đứa con trai hoang đàng. Một người cha có hai người con. Một ngày kia đứa con đến nói với cha rằng: cha, xin chia gia tài cho con. Và người cha liền chia gia tài cho nó. Nó cầm tiền đó, nó đi ăn chơi phung phí hoang đàng. Sau đó nó hết sạch tiền và nó đi làm thuê. Và nó đi đến cái chỗ để làm thuê, đó là chỗ chăn heo. Và nhưng mà ở tại đó người ta bắt nó làm nhưng mà không cho ăn. Và đói quá nó chịu không nổi, nó lấy thức ăn của heo nó ăn. Và khi nó lấy thức ăn của heo nó ăn, người ta thấy và người ta đánh nó. Nó ngồi nó ngẫm nghĩ: sao cuộc đời của mình như thế này? Nhà của cha thì bao nhiêu là đầy tớ, còn mình ở đây là đầy tớ mà không được ăn, thậm chí ăn của heo mà cũng không cho ăn nữa. Và nó suy nghĩ: bây giờ mình phải trở về. Và nó đứng dậy quay trở về. Và nó mong được gặp cha nó để nói lời xin lỗi. Và nói với cha nó rằng: cha ơi, con đã đặng tội với trời và cha, xin đại con như đầy tớ. Quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ câu chuyện này và chúng ta hiểu được cái văn hóa của thời bấy giờ, thì chúng ta sẽ hiểu rằng tấm lòng của người cha rất là vĩ đại.
Tôi chia sẻ ba điều ở trong nền văn hóa của câu chuyện này để chúng ta hiểu được tấm lòng của người cha. Điều thứ nhất, đứa con trai đã làm tổn thương cha của nó rất lớn. Vì sao vậy? Ở trong nền văn hóa lúc bây giờ, khi mà đứa con xin chia gia tài, nó đồng nghĩa với cái câu nói rằng: cha ơi, con ước gì cha chết đi. Quý vị, ở đây thời chia gia tài có thể bình thường, nhưng mà đối với nền văn hóa lúc bấy giờ, đứa con mà xin cha chia gia tài, nó đồng nghĩa với câu là: cha ơi, con ước gì cha chết sớm. Người cha có quyền không chia gia tài cho thằng mất dạy đó. Tôi nói cái từ đúng nghĩa đó là cái thằng con trời đánh thánh tâm đó. Bởi vì nó không có hiếu kính gì cả, nó đòi chia gia tài. Nhưng mà chúng ta thấy người cha đã làm gì ạ? Ông vẫn chia gia tài cho nó. Tấm lòng của người cha vẫn chia gia tài. Đó là điểm thứ nhất mà nó làm tổn thương cha nó. Thứ hai, chúng ta thấy gì? Sau khi ăn quan đàn chi phí xong hết rồi, bây giờ là thân tàn ma dại, không còn có đường nào để sống, quay trở về. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy khi nó quay trở về thì điều gì đã xảy ra quý vị? Người cha thấy nó từ xa, cái bóng dáng của cái thằng con thứ hai của mình, dù là nó rất tả tơi, dù là thân tàn ma dại, dù nó đi nó không đi không vững, nhưng ông vẫn biết rằng đó là con của mình. Người cha đã làm gì quý vị? Kêu đầy tớ ra đánh đuổi nó đi, cái thằng mắc dại đó đừng cho vô nhà, phải không ạ? Không, ông đứng làm gì ạ? Khoanh tay nói: sao giờ về đó hả? Sướng không? Tưởng mình ngon à, cuối cùng mày thân tàn ma dại về, đi nữa đi. Có phải vậy không quý vị? Không luôn. Người cha đã làm gì quý vị? Ông khi thấy con từ xa, ông đã chạy tới ôm con vào lòng. Nó đang có mùi gì vậy quý vị? Người cha làm gì à? Người cha làm cho nó tổn thương, để tao ôm mày cái coi. Không hề luôn. Kinh Thánh nói là ông chạy đến và ôm con vào lòng. Chúng ta thấy bình thường đúng không quý vị? Nhưng mà theo nền văn hóa lúc bấy giờ, người cha mà chạy ra để ôm con là người cha mất tư cách. Chuyện đó không có. Giống như Á Đông của chúng ta tại đây ôm con là một chuyện nó không có hay lắm. Có ai trong quý vị tại đây được cha ôm xin cho ta lên ạ? Thấy không? Không có đâu. Cái chuyện này nó vừa ít lắm luôn ạ. Cho nên đối với phương Đông mà người cha ôm con như vậy, chạy ra ôm con là cái chuyện không cho phép, mất tư cách. Nhưng mà vì sao ông làm như vậy? Vì yêu con, vì thấy con trở về, niềm vui hạnh phúc của người cha, ông dẹp cái chữ tư cách vào một bên, ông dẹp cái phẩm giáo vào một bên, và chỉ biết rằng đó là con của mình và mình phải ôm nó vào lòng. Chúng ta thấy lần thứ hai cho thấy rằng tấm lòng của người cha rất là bao dung và rất là rộng lượng. Không vì con làm tổn thương mình mà mình lại làm tổn thương nó. Và điểm thứ ba mà chúng ta thấy người cha, tấm lòng của người cha lớn lao thế nào? Nó nói gì? Nó chuẩn bị trong miệng, nó nói rằng: cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, con không xứng đáng gọi con là con của cha nữa. Ông bịt miệng liền, không cho nó nữa. Ông đã làm gì ạ? Ok, mày về bây giờ làm đầy tớ đi. Gia tài mày lấy hết rồi, tiền mày xài xong rồi, bây giờ trở về làm đầy tớ, phải không ạ? Không, người cha làm gì ạ? Ông bảo đầy tớ lấy áo mặc cho con. Tả tơ rồi, đâu còn áo mặc đâu. Gì nữa ạ? Lấy giày mang vào chân, lấy nhẫn mang vào tay. Nhẫn muốn nói gì vậy? Những người con, những người ở vị trí trong xã hội, khi được đeo nhẫn đó là sự phục hồi địa vị làm con. Sự phục hồi. Ở trên nhẫn nó có quy hiệu của gia đình đó. Khi đeo nhẫn vào có nghĩa là con không phải là đầy tớ. Khi mặc áo vào, khi mang giày vào, con không phải là đầy tớ. Nhưng mà con là con của ta. Con là con của ta. Hãy cùng tôi vỗ tay cảm ơn Chúa đi nè. Nó suy nghĩ là nó muốn trở về làm đầy tớ, nhưng mà cha của nó thì không. Con là con của ta. Và ông làm gì nữa? Bảo đầy tớ làm bò, thú béo để đãi con của mình. Một buổi tiệc linh đình của một đứa con quan đàn, của một đứa con mà không xứng đáng, ông đã tiếp trước nó.
Thậm chí đứa con cả nó nhìn thấy điều đó mà nó cảm thấy rất là tức giận, bởi vì tại sao cha làm như vậy? Nhưng mà quý vị ơi, đó là tấm lòng của người cha. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói rằng cha thiên đàng của chúng ta đối chúng ta cũng giống như vậy đâu quý vị. Ngài yêu và yêu cho đến cuối cùng, Ngài không hề bỏ chúng ta. Dù có bao nhiêu lần chúng ta phạm tội, dù có bao nhiêu lần chúng ta làm tổn thương Ngài, dù có bao nhiêu lần chúng ta đã chống đối Ngài, chúng ta đã nói xấu Ngài, chúng ta đã nói những điều không hay về Ngài, nhưng mà khi chúng ta quay trở lại, Ngài vẫn tiếp bước chúng ta. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có một người cha trên cả tuyệt vời nữa quý vị. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi mong lần lời này buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho một ai đó trong quý vị đang nghe sứ điệp này. Chúng ta cảm thấy rằng mình có xứng đáng không? Mình có thể trở về với cha không? Quý vị, cha vẫn yêu thương chúng ta. Nó không có đường nào hết. Và cái đường duy nhất mà nó quay trở về, đó là trở về nhà cha. Và tôi mong rằng quý vị buổi sáng hôm nay, quý vị ơi, nếu chúng ta đang ở trong hoàn cảnh là tệ nhất trong cuộc đời của mình, không còn cái ngõ ngách nào nữa trong cuộc đời mình, đang rất tả tơi, quý vị vẫn còn có một chỗ để chúng ta quay về. Đó là nhà của cha. Đó là nhà của cha. Và cha trên trời vẫn sẵn sàng để tiếp đón chúng ta. Ngài yêu ai? Ngài yêu cho đến cuối cùng. Nên đừng để cho ma quỷ lừa dối mẹ không xứng đáng, không xứng đáng phải. Chúng ta không có xứng đáng giống như đứa con trai hoang đàn nữa. Con không xứng đáng, nhưng mà cha vẫn nói rằng con là con của ta. Hãy trở về, mạnh dạn trở về và nói với cha rằng cha, con trở về. Và tôi tin rằng Chúa Ngài vẫn sẵn sàng để tiếp rước chúng ta và đưa chúng ta trở về. Có một câu chuyện hết sức là cảm động mà tôi cũng được nghe. Đó là một đứa con cũng hoang đàn chi địa và cũng làm những điều rất là tổn thương cha của mình. Và nó nghĩ rằng nó không còn cách nào để trở về. Nhưng mà một cái điều mong muốn cuối cùng của nó là để xin lỗi cha. Và nếu cha tha thứ thì nó sẽ trở về nhà. Nhưng mà nó biết rằng nó không có làm, nó không thể làm được điều đó. Lúc đó bây giờ thì chưa có điện thoại di động, mà chưa có nhắn tin được, cho nên nó viết thơ. Nó viết thơ cho cha, nó rằng cha ơi, con phạm lỗi với cha và con thật sự ăn năn. Con biết rằng con cũng không xứng đáng để cha nói lời tha thứ cho con nữa, nhưng mà con vẫn muốn một cái cơ hội để được trở về và xin cha tha thứ. Rồi nếu mà cha tha thứ thì cha ơi, mấy ngày nữa, khoảng 3 ngày nữa đó, con sẽ đi ngang qua nhà của mình. Ở nhà mình trước nhà có một cái cây, nếu mà cha tha thứ cho con á thì cha để một cái miếng vải trắng ở trên cái cây đó để con biết rằng cha tha thứ. Và người con này gửi cái thơ đó cho cha của mình. Và đến cái ngày anh đi ngang qua, bởi vì nếu mà không thấy cái khăn trắng đó thì coi như là anh sẽ vĩnh biệt cha mãi mãi. Và trên chiến tàu đang đi trên vườn về, gần tới và anh cố gắng nhướng mắt để nhìn cái nhà của mình thì anh không thấy một cái khăn trắng nào hết quý vị. Anh không có thấy một cái khăn trắng nào ở trên cây. Anh nói rồi, coi như là xong rồi, cha con sẽ chia tay luôn. Bởi vì anh cảm thấy là mình không đáng để nhận được sự tha thứ. Nhưng mà điều mà đập vào mắt anh không phải là một cái khăn trắng ở trên cái cây, mà là nguyên cái cây phủ nguyên một cái tấm vải trắng hết. Chúng ta hiểu không ạ? Người cha ngại rằng con sẽ không thấy cái khăn trắng nhỏ, cho nên ông lấy nguyên cái tấm ra giường trắng phủ hết luôn, để khi mà con đi ngang qua thì con biết rằng cha không phải chỉ một khăn trắng, mà nguyên tấm ra giường trắng để chào đón con trai quay trở về. Hallelujah. Quý vị ơi, cha thiên đàng cũng vậy đó. Ngài yêu chúng ta và Ngài sẵn sàng tiếp rước chúng ta, dù chúng ta phạm bao nhiêu lỗi lầm, dù chúng ta sai trật, dù chúng ta yếu đuối, dù chúng ta lầm lỡ, dù chúng ta làm những điều Chúa tổn thương. Nhưng quý vị ơi, hãy quay trở về để đón nhận tình yêu của cha thiên đàng, bởi vì tấm lòng của Ngài yêu chúng ta và không giờ bao giờ bỏ chúng ta. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn nói quý vị là đừng để cho quá muộn. Các bạn trẻ nghe sứ điệp này, đừng để quá muộn. Có lẽ sẽ có người nói tôi, mục sư ơi, ba tôi làm tổn thương tôi, ba tôi đã đối xử không tốt với tôi, và cha tuột tôi cũng như vậy đó. Ba tôi ly dị mẹ tôi, làm cho tôi bị tổn thương. Và tôi nhớ hoài cái lời mà mẹ tôi nói rằng các con không được quyền phán xét
ba con. Tôi nhìn thấy mẹ tôi bị tổn thương và tôi lòng tôi rất là đau. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, tại sao ba tôi làm như vậy? Tôi không có lời giải thích từ ba tôi. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn ba tôi một điều mà tôi có thể nói rằng đó là định mệnh trong cuộc đời của tôi. Bởi vì ba tôi khi chia tay mẹ tôi, ba tôi đã cho anh tôi đi qua Mỹ. Còn tôi thì ba tôi dẫn tôi vào trong nhà thờ để gửi cho mục sư. Và bây giờ tôi trở thành mục sư. Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng có thể có những lúc cha mình sai trật, nhưng không có nghĩa mình có quyền để phán xét người đó. Tôi muốn nghe chữ amen của các bạn trẻ. Tôi nói đây không phải binh vực những người cha sai lầm. Như tôi đã nói là người cha không hoàn hảo, có những lúc sai lầm và các bạn cũng vậy. Khi lớn lên các bạn cũng có sai lầm. Nhưng mà các bạn trẻ ơi, đừng có phán xét hay chỉ trích cái người tạo dựng nên mình, người đã sanh thành lên mình. Tôi nhớ hoài câu chuyện Noe là một người có đức tin và Kinh Thánh đã nói đúng không quý vị? Ông đã đóng chiếc thuyền và cứu cả gia đình của mình. Nhưng một ngày kia Kinh Thánh nói rằng Noe, ông uống rượu sai. Quý vị để ý thôi mà, không có người cha hoàn hảo mà. Có đức tin nhưng có lúc sai lầm, có lúc yếu đuối. Ông uống rượu và không biết là rượu vào ông như thế nào, ông cảm thấy nóng trong người và ông cởi hết quần áo. Và Kinh Thánh cho biết rằng ông bị lỡ lồ. Ông có ba người con trai, nhưng mà đứa con trai út nó nhìn thấy cha nó như vậy, thấy ông sai xỉn rồi, chai lọ đủ hết và cứ nằm trong cái chỗ uống rượu đó, thì nó có thể là nó bịt miệng và nó cười và nó đi nói. Nó nói ba không làm gương gì hết, ba nói vậy mà ba làm như vậy, và nó đi nói hai người con kia. Xem bà Gia-phết đã làm gì khi mà nghe đứa em út nói như vậy, thằng Cham Canaan nói như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết hai đứa con làm gì ạ? Xem và Gia-phết đã làm gì quý vị? Họ đã đi thụt lùi. Kinh Thánh cho biết rằng họ đã đi thụt lùi, cầm áo và đắp cho cha của mình. Khi mà Nô-ê thức dậy, Kinh Thánh nói gì ạ? Nô-ê nghe cái điều mà cha đã làm và cái lời rủa xả đã đến trên đời sống của cha. Vì sao vậy? Tôi tin rằng ở chỗ này đây là một bài thử nghiệm cho ba đứa con. Bài thử nghiệm cho ba đứa con. Và cuối cùng thì cha thất bại. Vì sao vậy? Vì cha đã đụng đến cái quy quyền hợp pháp mà Đức Chúa Trời đặt để trên gia đình. Các bạn trẻ lắng nghe. Cái quy quyền hợp pháp là người cha, là quyền chúc phước và rủa xả. Ông đã đụng đến cái quy quyền hợp pháp. Ông đã nói xấu đến cái quy quyền hợp pháp mà người có thể chúc phước cho mình. Và cuối cùng Cham Canaan bị rủa xả. Nên các bạn trẻ, tôi muốn đại diện người cha và đại diện của người con để nói quý vị, không có người cha hoàn hảo. Có thể một phút giây nào đó cha của chúng ta sai lầm, có một lúc nào đó cha của chúng ta làm không đúng với mẹ mình, nhưng mà chúng ta không thể để cái điều đó làm tổn thương mình. Và chúng ta cũng không để cho miệng mình có quyền phán xét hay chỉ trích cha của mình. Nếu quý vị đồng ý xin hãy nói amen. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình được phước, đừng làm điều đó. Mẹ tôi đã từng nói, con không được quyền phán xét. Đó là lỗi của ba con với mẹ. Quý vị có những cái tổn thương của thế hệ thứ nhất, nhưng chúng ta đừng đem nó đến làm tổn thương chúng ta. Có những sai lầm của cha chúng ta, nhưng chúng ta không lấy cớ đó để chúng ta phạm sai lầm. Đại dịch đã qua, nhưng mà trong đại dịch chúng ta thấy có biết bao nhiêu điều đã xảy ra. Mất mát người cha, mất mát người mẹ, mất mát gia đình. Một sự tổn thương rất lớn trên đất nước này và trên cả thế giới. Tôi vừa đi cầu nguyện về trong tuần rồi, và một câu chuyện làm tôi hết sức là cảm động. Một cụ quản nhiệm, tôi đã đến thăm cụ quản nhiệm của tôi là 92 tuổi. Ông 92 tuổi, và vừa rồi ông bị nhiễm Covid.
Và khi đem vô bệnh viện, bác sĩ không cho ai vô hết, bởi vì giống như mổ chúng ta tại đây. Nhà có ba đứa con trai, và ba người con trai này đã đến năn nỉ, phải dùng cái từ là năn nỉ, xin bác sĩ cho em ở lại để chăm sóc ba. Quý vị, bác sĩ nói không được, ở đây ở khu cách ly không được. Cuối cùng nhưng mà người con tha thiết nói rằng ba em cần có em, bác sĩ ơi cho em ở lại. Bác sĩ như là cầm đồng không đậu, và bà nói rằng được, ký tên vô, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu anh bị nhiễm. Nó nói dạ. Thì chúng ta biết rồi, chăm sóc người bị Covid thì chắc chắn bị nhiễm, và đứa con trai đầu bị nhiễm, rồi đứa con trai thứ hai vô cũng bị nhiễm, và đến đứa con thứ ba cũng bị nhiễm. Ba người con trai thay phiên chăm sóc ông già 92 tuổi. Bác sĩ nói 92 tuổi rồi em, có nghĩa là đi cũng được, nhưng mà ba người con vẫn cố gắng giữ sự sống của cha mình và thay phiên vô để chăm sóc cha, mặc dù biết là mình sẽ bị nhiễm, nhưng mà ba người con vẫn làm. Và cái câu mà làm tôi cảm động nhất đó, đó là đứa con trai nói rằng, mục sư biết không, khi em đến chăm sóc ba em thì tay của ba em nắm chặt với em, ông không có rời em một phút giây nào hết. Em xin lỗi mục sư, ngay cả em rất là muốn đi toilet cũng không dám đi, bởi vì tay của ba em nắm chặt. Và cảm ơn Chúa, những giờ phút đó là giờ phút ba em cần em nhất. Ba không nói được bởi vì oxy nó chặt bên mũi rồi, nhưng mà tay của ba cầm. Cảm ơn Chúa, tình cảm của người con dành cho cha, và một kết quả hết sức là phi thường. Ông cụ 92 tuổi được chữa lành hoàn toàn. Tôi đã đến thăm ông, tôi không ngờ 92 tuổi mà vượt qua được cái dịch bệnh như vậy. Và chưa hết quý vị, sau khi đem cha mình về, người con trai lại nói, mục sư, ba em thích đi xe hơi, em quyết định bán đất để mua chiếc xe để chở ba đi những ngày cuối đời của ba, để ba cũng được đi xe hơi. Đừng để cho quá muộn. Tôi cảm động và tôi thấy sự chúc phước của Chúa trên những đứa con này. Đừng để cho quá muộn. Hỡi những người con trai, con gái, nếu đang còn có cha, hãy làm điều gì đó cho cha của mình. Đừng để quá muộn, để rồi một ngày đó chúng ta nói, ba ơi sao ba bỏ con đi, ba ơi tại sao ba để con đi. Tôi biết có những người bạn đang nghe lời này buổi sáng hôm nay, và những người đang nghe sứ điệp này ở trong màn hình, có lẽ chúng ta bị tổn thương với cha của mình, có lẽ chúng ta có những cái khoảng cách với cha của mình. Và tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay sẽ thay đổi cái suy nghĩ ở trong các bạn, hãy chữa lành lại những cái vết thương ở trong lòng của các bạn khi nói về cha của mình. Đừng để cho quá muộn, bởi không ai sống đời với chúng ta được hết á. Hãy làm một điều gì đó cho cha mình, không phải ngày hôm nay, không phải chỉ ngày hôm nay, nhưng mà các bạn trẻ ơi, chúng ta còn có nhiều ngày sống ở trên đất này. Hãy làm điều gì đó cho cha của mình, hãy bày tỏ lòng hiếu kính cha của mình, để chúng ta có thể đi ngẩng cao đầu lên với mọi người rằng tôi đã làm điều đó cho cha của tôi. Tôi hạnh phúc khi mà tôi để tay của tôi, vai cha, đầu của cha tôi ở trên tay của tôi trước ngày ông qua đời. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mà tôi là người có thể vuốt mắt cha của tôi cho giờ phút cuối cùng. Tôi đã làm được điều đó. Các bạn trẻ, hôm nay ngày lễ phụ thân, tôi muốn chia sẻ tấm lòng của người cha dành cho các bạn. Các cô gái, các chàng trai ơi, chúng ta hãy làm điều gì đó cho cha của mình, đừng để quá muộn. Đừng để quá muộn. Và nhân câu chuyện này tôi cũng muốn nói, tôi muốn hỏi có ai trong quý vị đã được cha mình ôm vào lòng không ạ? Tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ được cha ôm, bởi vì đó là văn hóa của người Á Đông không có. Nhưng mà tôi muốn nói với những người cha buổi sáng hôm nay là quý vị ơi,
cái ôm của người cha quan trọng lắm. Chúng ta nhớ câu chuyện người cha chạy tới ôm con. Cái ôm đó nó thêm sức mạnh cho con của mình. Cái ôm đó nó nói rằng cha yêu con. Cái ôm đó nói rằng cha luôn ở bên con. Tôi muốn nói với người cha buổi sáng hôm nay, quý vị có thể bỏ qua những cái gì của Á Đông để rồi chúng ta bày tỏ tình cảm của mình với con mình không? Để xóa đi cái khoảng cách giữa chúng ta với con mình không? Tôi chưa bao giờ được cha ôm. Tôi thèm được cái ôm đó. Và đến một ngày, một mục sư rất là to, rất là lớn, và ông ôm tôi, ông siết tôi vào người. Quý vị, trước đó tôi cảm thấy mình yếu đuối lắm. Bởi vì khi mà tôi lớn lên thì cha tôi không còn nữa. Ba tôi đã chia tay mẹ tôi rồi. Tôi mất đi cái hình ảnh của người cha trong cuộc đời của mình. Nhưng mà khi tôi có cái ôm của cùng vị mục sư đó đó, và tôi cảm thấy như mình có thêm sức mạnh. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy mình can đảm hơn để có thể bước đi trong cuộc đời này. Hỏi như người cha, tôi kêu gọi quý vị sáng hôm nay, có lẽ quý vị cũng vụng về giống như tôi và không nói được, không nói những cái lời đó được, nhưng hãy làm một hành động để con mình biết rằng mình yêu nó. Chúng ta sẵn sàng làm điều đấy không ạ? Những người cha có sẵn sàng làm điều đấy không ạ? Nếu quý vị đã sẵn sàng, tôi mời quý vị đứng lên. Hỏi những người cha, hỏi những người cha đang có mặt buổi sáng hôm nay, ai là những người làm cha? Tôi mời quý vị hãy bước lên phía trên này.